Trong tự nhiên là nó có một số cây thuốc nó tốt cho cái hệ xương khớp. Nổi trội nhất là hai cái bài thuốc y học cổ truyền. Trong đây có cái bài Bổ Thần Hoàn. Bài thứ hai là nó gồm có 18 vị. Thì các cái cây thuốc ở Việt Nam mình nói về xương khớp thì tương đối nhiều. Hiện nay trên thế giới người ta cũng phát hiện ra một số cây thuốc mà có cái tác dụng tốt cho cái hệ xương khớp. Đặc biệt là các cái người dân ở cái vùng châu Phi, đặc thù của người châu Phi là cái cấu tạo của hệ xương khớp của họ nó săn chắc hơn các cái hệ xương khớp đối với các người châu Âu hoặc người châu Á. Là vì một là cái điều kiện sống, thứ hai nữa là trong đấy một số các cái thức ăn đồ uống người ta đã sử dụng mà thì nó tốt cho cái hệ xương khớp, cho nên là sau này một số các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta tìm thấy một số các cây thuốc của châu Phi rồi châu Mỹ Latin có những cái tác dụng rất là tốt. Nó cũng tương tự với các cái cây thuốc mà có ở Việt Nam. Theo các cái nghiên cứu của chúng tôi thì các cái công nghệ chiết xuất nhiều lúc nó có thể tăng lên khoảng độ 5-10% cái hiệu quả điều trị. Thế còn công nghệ bào chế thì có khả năng nó tăng lên hàng trăm lần so với lại các cái công nghệ bào chế bình thường. Cái công nghệ chiết xuất bằng cái enzyme siêu tới hạn hoặc là cái enzyme siêu hoạt hóa đấy thì nó giúp cho cái việc là lấy được gần như 100% các cái hoạt chất mà có trong dược liệu. Công nghệ nano solid lipid thì đây là một cái công nghệ bào chế. Nó làm cho cái hạt nó ở mức độ nano, có nghĩa là siêu mịn, cho nên là khi mình uống vào trong cơ thể đấy, khả năng hấp thu qua cái thành của ruột non nó tốt hơn, cho nên nó thấm vào máu và khi nó cái tác dụng cái sinh cá dụng của cái dạng nano này nó tăng lên. Khi mà kết hợp cả hai cái công nghệ này, một là cái công nghệ chiết xuất để lấy từ cái hoạt chất con từ dược liệu và cái công nghệ bào chế để biến nó thành ra cái dạng hạt nano, thì nó giúp cho cái hiệu quả điều trị của nó tăng lên rất là cao.